Nhà ông đã chuyển nghề cho tôi ra được gần 20 năm nay. Nhờ vì thế từ đấy gia đình tôi cũng được nâng cao được kinh tế gia đình, các cháu thì được ăn học đầy đủ. Với mong muốn giúp đỡ được nhiều gia ở gia đình nghèo. Trong lúc 1935 thì bố tôi cũng vừa mất, cho nên là tôi biết được cái nghèo khổ lúc ấu thơ. Cho nên thấy ở hoàn cảnh đến bây giờ là tôi nhìn thấy gia đình các em hoặc các gia cháu nó bị tàn tật tật nguyền, gia đình khó khăn. Cho nên tôi có nghề may, tôi tạo điều kiện để cho các cháu truyền lại cái nghề cho các cháu. Các cháu đã trưởng thành và đã có công ăn việc làm, cũng như là các cháu đã mở cửa hàng, cũng như các cháu đi các xí nghiệp của nhà nước, mà đến nay các cháu đã có cái sự thu nhập cao và đem lại cái niềm vui cho các ngoại gia đình cũng như là bản thân tôi. Là cái niềm vui đó là nó là vô hạn. Tôi cuộc đời tôi là muốn làm thế nào để cho tất cả các cháu không có nghề nghiệp mà trở thành những con người có ích cho xã hội. Quả thực với tấm lòng như vậy, việc làm của ông Dậu đã thực sự để con cái trong gia đình cảm phục, học tập và noi theo. Truyền thống nhân ái, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam luôn được tiếp nối, mà gia đình ông Bùi Hữu Dậu là một ví dụ điển hình.